Rồi thì Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú. Video ngày hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2023 ha. Thì cũng như thường lệ, Ngọc Sương sẽ giới thiệu cho anh chị một số cái dòng máy tầm trung phổ thông nha anh chị. Từ khoảng 1 triệu cho đến dưới 3 triệu ha. Thì em mong rằng anh chị cô chú nhà mình xem được cái con nào mà hài lòng thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Qua số điện thoại là 0879 182 796 hoặc nhắn tin qua Zalo qua số này luôn nha anh chị. Thì địa chỉ bên mình là ở đường Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ha. Nếu mà anh chị nào ở gần địa chỉ này thì đến trực tiếp xem máy, test máy nha anh chị. Còn ở xa thì em có hỗ trợ ship code toàn quốc cho mọi người luôn ha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là dòng dòng cao trước nha anh chị. Nói chung thì tầm phổ thông ha. Tầm phổ thông thôi. Con đầu tiên là một con dòng Samsung. Đây là Samsung A02s nha anh chị. Con này nó có màu đen này, màu xanh đen ạ. Thì ngoại hình của nó còn tầm khoảng 95-96% nha anh chị. Mấy con đẹp ha. Đó, mấy con này thì vừa tầm giá cho anh chị mua về xài, nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok. Màn hình LCD 6.5 inch nha anh chị. Galaxy A02s này. Thì con này phiên bản Android là 11 chấm này. RAM 4 nha anh chị ơi, con này RAM 4 bộ nhớ 128 GB và pin của nó cực kỳ trâu nha. Pin của nó tới 5000 mAh đó. RAM 4 bộ nhớ 64 GB, mọi chức năng đều full hết nha anh chị. Thì con này em sẽ tặng kèm cho anh chị sạc ốp và dán cương lực ha. Samsung A02s nha anh chị. Thì hàng bên Ngọc Sương bán là hàng công ty chính hãng nha anh chị, công ty chính hãng tất cả luôn ha. Đó. Rồi con thứ hai là một con dòng Samsung nữa ha. Đây là Samsung A12 này. Samsung A12 thì màu đen nha anh chị, màu đen này. Con này thì em cũng mới lột keo ở mặt sau ra ha. Đó. Màn hình của nó tầm khoảng 97-98% nha anh chị. Con này thì màn hình của nó là màn hình 6.5 inch. Galaxy A12. Thì con này phiên bản Android 11 chấm ạ. Cấu hình thì RAM 4 nha anh chị, RAM 4 bộ nhớ 128 GB đi ha. Đó, RAM 4 bộ nhớ 128 GB, màn đẹp nha anh chị. Không ám ố hay phản quang gì hết ha, máy xài được hai sim nha anh chị. Rồi giá bán của Samsung A12 RAM 4 bộ nhớ 128 GB sẽ là 2 triệu 3 nha anh chị. Giá 2 triệu 3 đầy đủ phụ kiện cho nhà mình ạ. À. Máy đẹp nha anh chị, tầm khoảng 97-98% ạ. À. Rồi tiếp nữa là một con dòng Oppo A5 ha. Con này đời 2020 nha anh chị, màu trắng này. Màu trắng đẹp nha anh chị, không có bị xước gì hết ha, mặt trước mặt sau còn len keng này. Thì con này màn hình của nó 6.5 inch ạ. Đây, vào phần cài đặt ha, giới thiệu điện thoại cho anh chị xem. Oppo A5 2020. Con này thì bản RAM 3 nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ là 64 GB. Con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị, 665. Mua về xài nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok chơi game ha. Free Fire, PUBG, Liên Vân, nói chung thì mọi loại game đều ok hết nha anh chị. Vân tay và nhận diện khuôn mặt đầy đủ ha. Đó. Oppo A5 đời 2020 thì con này em để lại giá cho anh chị là 2 triệu mốt nha anh chị. Giá 2 triệu mốt đầy đủ phụ kiện nè, máy đẹp ha. Đó, giá 2 triệu mốt thôi. Rồi tiếp nữa là một con dòng Vivo. Đây là Vivo Y11 nha anh chị, con này nó có màu đỏ đô ha. Màn hình 6.3 inch nha anh chị, con này màn hình giọt nước nè. Vivo Y11, con này thì bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB. Và được cái thì con này pin của nó trâu nha anh chị, pin tới 5000 mAh ha, máy xài hai sim. Con này phiên bản Android 11 chấm nha anh chị. Đó, Vivo Y11. Thì em sẽ đổi lại giá là 1,5 triệu nha anh chị. Vivo Y11 giá 1,5 triệu ha. Vân tay nhận diện khuôn mặt ok nha anh chị, máy xài hai sim này. Đó, ngoại hình còn tầm khoảng trên 95% nha anh chị. Giá 1,5 triệu thôi, đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng Redmi. Đây là Redmi Note 10 ạ. Note 11 nha anh chị ơi, Redmi Note 11. Màu đen ha, con này màu đen này. Màn hình của nó là màn hình Super AMOLED nha anh chị, màn hình gốc ruồi 6.5 inch ha. Redmi Note 11. Con này phiên bản Android 11 chấm. Bản RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Và con này nó chạy chip Snapdragon là 680 ha. Chip này mua về xài chơi game bao phê nha anh chị.
Đó, máy đẹp keng luôn ha, không có bị lỗi gì hết nha anh chị. Vân tay hiển thị bên bên hông này. Có hỗ trợ sạc nhanh cho nhà mình luôn ha. Con này thì chui sạc Type-C, hỗ trợ sạc 33W nha anh chị. Giá bán là 3 triệu mốt cho anh chị ha. Redmi Note 11, giá 3 triệu mốt, tặng kèm sạc ốp và dán cương lực ha, màu đen nha anh chị. Thì con này tầm khoảng 97-98% ha. Cảm ứng rất là mượt nha anh chị. Con này nó sở hữu cái màn hình Super AMOLED, cho nên là nó rất là tráng sáng luôn ha. Đó, không có bị ám phản quang gì hết, giá 3 triệu mốt thôi. Rồi tiếp nữa là một con dòng Vivo Y12S. Con này nó có màu trắng xanh nha anh chị, trắng xanh này ha. Thì ngoại hình con này tầm khoảng 93% nha anh chị. Cái viền của nó có hơi phẩy phẩy nhẹ ha, phẩy nhẹ xíu. Còn mặt trước mặt sau còn đẹp nha anh chị. Mặt sau giả kính nè, màn hình to 6.5 inch. Con này thì màn hình giọt nước nha anh chị. Vivo Y12S, con này thì đời 2021 ha. RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Và con này nó chạy chip Snapdragon là 439 nha anh chị. Đó, pin của nó là 5000 mAh ha. Mình xài được 2 SIM và có hỗ trợ mạng 4G nè. Cam bằng ok nha anh chị, cam trước cam sau cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi Vivo Y12S thì em để lại giá cho anh chị là 1 triệu 9 ha. Giá 1 triệu 9, tặng kèm sạc ốp và dán cương lực cho anh chị nha mình luôn ha. Máy tầm khoảng 93% nha anh chị. Đó, giá 1 triệu 9 nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Vivo Y21. Vivo Y21 thì màu xanh bạc nha anh chị. Ở bên phải thì xanh, ở bên trái thì nó ngả màu bạc ha. Thì con này ngoại hình tầm khoảng 92%, nói chung cũng có hơi phẩy nhẹ nha anh chị. Máy zin hoàn toàn luôn ha. Nói chung thì máy nhà em bán thì chưa có sửa chữa gì hết đâu ạ. Men zin, màn zin. Giới thiệu về điện thoại Vivo Y21. Con này bản RAM 4+1 nha anh chị. Bộ nhớ trong của nó là 64GB ha. Và con này nó chạy phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị. 12 chấm thì cũng mới rồi nha anh chị. Pin của nó là 5000 mAh ha. Đó, mọi chức năng được ok hết nè. Rồi giá bán của Vivo Y21 sẽ là giá 2 triệu 3 nha anh chị. Giá 2 triệu 3. Con này em tặng kèm cho anh chị sạc ốp và dán cương lực cho anh chị luôn nè. Vivo Y21 nha anh chị ơi, giá 2 triệu 3 thôi ha. Màu xanh bạc ạ, màu xanh bạc này. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A11 ạ. Con này nó có màu xanh nhạt nha anh chị. Màu xanh nhạt, con này thì em cũng mới gỡ keo cái mặt sau ha, nên còn khá là mới. Màn hình của nó là màn hình LCD 6.4 inch nha anh chị. Màn hình 6.4 inch ha. Đây, màn hình đốt ruồi nha anh chị ơi, màn hình đốt ruồi nhìn rất là đẹp luôn nè. Samsung Galaxy A11 ạ. Con này phiên bản Android 10 chấm này, RAM 3 nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Con này có hỗ trợ sạc nhanh ha, chỗ sạc Type-C và pin của nó là 4000 mAh nha anh chị. Đó. Rồi giá bán của Galaxy A11 sẽ là giá 1 triệu 8 nha anh chị. Giá 1 triệu 8, vân tay nhận diện khuôn mặt ok hết ha. Giá 1 triệu 8 đầy đủ phụ kiện cho nhà mình ha. Ốp lưng, dán cương lực và sạc ạ. Máy tầm khoảng 97-98% nha anh chị. Mặt sau mới lọc keo ra ha. Đó, khá là đẹp luôn. Rồi tiếp tục là con Samsung A21S ha. Con này nó có màu đen ạ. Ngoại hình tầm khoảng 95-96% nha anh chị. Còn đẹp keng này. Màn hình to ha, 6.5 inch nha anh chị. Màn hình 6.5 inch, màn hình đốt ruồi nè. Con này thì chưa reset máy ha, thì anh chị mua thì em sẽ tự động reset máy tất cả cho anh chị luôn ha. Thông tin về điện thoại Galaxy A21s ạ. Con này bản RAM 3 nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ là 32GB và nó chạy phiên bản Android là 12 chấm nè. Pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Đó, Samsung A21s ạ. Giá bán 2 triệu mốt nha anh chị. Giá 2 triệu mốt, tặng kèm sạc ốp và dán cương lực nè. Màu đen nha anh chị. Đó, cam rất là đẹp luôn ha, rất là nét luôn nè. Giá 2 triệu mốt nha anh chị. Rồi tiếp tục nữa là một con dòng Mi, đây còn gọi là Mi 8 nha anh chị. Mi 8 màu xanh xanh dương ha. Thì con này hình thức của nó tầm khoảng 94% nha anh chị, 94%. Màn hình Super AMOLED 6.3 inch nha anh chị. Đó, màn hình cái này gọi là màn hình tai thỏ ha. Đây, phần cài đặt này.
Mi 8 nha anh chị, con này thì bản RAM 6 bộ nhớ 128GB. Đây ha, RAM 6 bộ nhớ 128GB và phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị. Đặc biệt con này nó chạy chip Snapdragon là 64845 nha anh chị, chip là chip ròng ha. Thì anh chị mua về xài chơi game con này thì bao mượt nha anh chị. Đó. Có nhu cầu mua điện thoại về xài chơi game ấy, thì cân nhắc mấy con này ha, mấy cái dòng Mi 8 này. Nó chạy chip ròng nha anh chị, rất là khỏe luôn ha. Giá bán con này em sẽ để lại cho anh chị là giá 3 triệu mốt nha anh chị. À, giá 3 triệu mốt tặng kèm sạc ốp và dán cường lực ha. Mi 8 nha anh chị, RAM 6 bộ nhớ 128GB. Chạy chip ROM luôn ha. Mình xài được 2 SIM và có hỗ trợ mạng 4G ạ. Cam cực nét nha anh chị. Rồi Mi 8 giá 3 triệu mốt ạ. Rồi tiếp tục nữa thì mình sẽ sang một con dòng Redmi 9C. À, con này nó có màu cam nha anh chị. Màu cam này. Ngoại hình của nó tầm khoảng 96% ạ, màn hình to 6.5 inch nè. Đây ha, mình vào phần giới thiệu điện thoại nè. Redmi 9C, con này bản RAM 3 nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ là 64GB. Đó ha, RAM 3 64GB và pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Con này thì em để lại giá là 1 triệu 7 nè. Vân tay ok ha, pin khỏe rất là trâu luôn nha anh chị, giá 1 triệu 7. Tặng kèm sạc ốp và dán cường lực cho nhà mình luôn ha, máy xài được 2 SIM ạ. Rồi Redmi 9C nha anh chị, chốt lại giá 1 triệu 7, đầy đủ phụ kiện, cam bọng ok hết, máy full chức năng không lỗi lầm gì hết nha anh chị. Rồi tiếp tục nữa là một con dòng Samsung A03s. A03s nha anh chị, con này cái vân tay ẩn của nó ở bên hông này ha, vân tay bên hông. Màu đen nha anh chị, ngoại hình tầm khoảng 95% ạ. Con này thì màn hình giọt nước 6.5 inch. Galaxy A03s. À, thì con này nó sở hữu cái phiên bản Android là 11 chấm ha, 11 chấm. RAM 4 nha anh chị ơi, con này RAM 4 bộ nhớ là 64GB. Đây, RAM 4 bộ nhớ 64GB này. Đây ha. À, xin lỗi anh chị, con này RAM 3 bộ nhớ 32GB thôi nha anh chị. Samsung A03s RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 5000 ha. Mọi chức năng được ok thì con này em để lại giá cho anh chị là 1 triệu 9 thôi ha. RAM 3 bộ nhớ 32GB, giá 1 triệu 9 thôi. Samsung A03s nha anh chị. Đó. Đầy đủ phụ kiện ha. À, rồi tiếp tục nữa là em còn một con dòng Realme C21i nè. Realme C21i màu xanh nhạt nha anh chị. Thì con này cái tình trạng của nó thì cái vỏ sau này hơi nhăm trầy ha, vỏ sau nhăm trầy xước lông mèo á, mặt kính trước cũng có hơi xước lông mèo nha anh chị. Rồi em sẽ zoom kỹ cho anh chị xem ha, đó mặt kính trước này có hơi xước lông mèo li ti nhẹ nha anh chị. Nói chung thì máy xài cũ qua rồi thì nó cũng có hơi xước xát này nọ xíu ha, khi mà mình xài không xài ốp lưng ấy thì nó có hơi xước xát. Rồi con này em để lại giá rẻ cho anh chị luôn ha. Đây Realme C21i này, con này bản RAM 4 nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ là 64GB ha. Con này pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Rồi con này em để lại giá cho anh chị là 1 triệu 6 luôn nè. Bản RAM 4 nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Pin trâu nha anh chị. Pin trâu ha. Máy full chức năng hết, không sửa chữa gì hết nha anh chị. Máy zin luôn ha. Giá 1 triệu 6 thôi nha anh chị. Mua về xài ngay, gọi Zalo, Facebook, TikTok chơi game ok ha. Màu xanh nhạt. Giá 1 triệu 6. Con này em sẽ tặng kèm cho anh chị full phụ kiện nha anh chị. Sạc ốp và dán cường lực này. Đó. Máy tầm khoảng 90% ha, 90%, nói chung thì nó cũng có hơi xước xát nhẹ. Rồi tiếp tục thì mình sẽ chuyển qua mấy cái dòng đời thấp hơn ha, tầm giá thấp hơn, anh chị mua về xài làm máy phụ, chữa cháy. À, đây là Samsung J4 cộng này, bên em còn hai con, màu hồng và màu đen nha anh chị, hồng và đen ha. Ngoại hình của nó tầm khoảng trên 95% nha anh chị. Thì mấy con này anh chị mua về xài làm máy phụ cho mấy bác lớn tuổi xài, đỡ xem YouTube á, thì khá là thích hợp ha. Màn hình 6 inch nha anh chị, màn hình 6 inch. Thì con này phiên bản Android là 9 chấm ạ. Galaxy J4 cộng hay còn gọi là Galaxy J4 Plus ha. Con này thì bản RAM 2 nha anh chị, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Nói chung thì vừa tầm cái giá tiền, với lợi mình đủ cái chức năng như là nghe gọi Zalo, Facebook. Đây, con này em để lại giá cho anh chị 1 triệu mốt thôi. Màu hồng và màu đen nha anh chị, giá 1 triệu mốt, tặng kèm sạc ốp và dán cường lực ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A83. Oppo A83 em còn một con màu đen ha.
Màu đen nha anh chị, con này thì hình thức tầm khoảng 95%. Con này bản RAM 4 nha anh chị, được cái bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nè. Đây ha, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này mình xài được 2 SIM và có hỗ trợ mạng 4G nha anh chị. Pin của nó là 3100mAh ha. Đó, giá bán cho anh chị 1 triệu mốt thôi nha anh chị. Em còn một con màu đen thôi ha. Thì cái dòng này bên em bán rất là chạy hàng nha anh chị. Nói chung thì em nhập về cũng nhiều nhưng mà còn tầm hai con, một con màu đen và một con màu xanh ha. Em để lại giá cho anh chị là 1 triệu mốt mỗi con thôi ha. Giá 1 triệu mốt. Tặng kèm cho anh chị sạc ốp lưng và dán cương lực ha. Đó. Oppo A83 nha anh chị, giá 1 triệu mốt. Rồi tiếp nữa là một con dòng Oppo A5s nè. Oppo A5s thì màu màu đen nha anh chị. Con này màu đen này ha. Hình thức của nó tầm khoảng 94-95% nha anh chị. Màn hình LCD 6.2 inch. Giới thiệu về điện thoại đây ha. Phiên bản Android là 8.1 này. RAM 3, bộ nhớ 32GB và con này pin của nó là 4230 nha anh chị. Máy mình xài được 2 SIM mà có hỗ trợ mạng 4G ha. Rồi giá bán của Oppo A5s là giá 1 triệu rưỡi 50 ngàn nha anh chị. Giá 1 triệu rưỡi 50 ngàn tặng kèm sạc ốp và dán cương lực ạ. Màu đen nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A1K nè. Oppo A1K cũng màu đen luôn nha anh chị. Cũng màu đen luôn ha. Và con này màn hình của nó là 6.1 inch. Nói chung thì nó cũng nhỏ gọn nha anh chị. Mua về xài bỏ túi thì nó cũng rất là vừa vặn luôn ha. Con này bản RAM 2, bộ nhớ là 32GB. Thì anh chị mua về xài làm máy phụ, nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok. Con này phiên bản Android 9 chấm nha anh chị. RAM 2, bộ nhớ 32GB. Và pin của nó là 4000mAh ha. Nói chung thì pin của nó cũng tương đối trâu nha anh chị. Tương đối trâu. Rồi giá bán của Oppo A1K là giá 1 triệu 2 nha anh chị ơi. Giá 1 triệu 2 tặng kèm sạc ốp và dán cương lực ạ. Màu đen nha anh chị. Con này tầm khoảng 95% ha. Đó, Oppo A1K giá 1 triệu 2. Rồi cuối cùng nữa thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một con dòng Huawei. Đây là Huawei Y9 Prime 2019 nha anh chị. Huawei Y9 Prime 2019. Con này nó có màu xanh xanh dương nha anh chị ơi, màu xanh dương ha. Ngoại hình của nó tầm khoảng 94% ạ. Được cái màn hình to 6.5 inch, màn hình full HD cộng ha. Huawei Y9 Prime 2019 nha anh chị ơi. Con này thì bản RAM RAM 4 này, RAM 4 bộ nhớ RAM của nó là 128GB ha và nó chạy chip Kirin là 710F nha anh chị, 710F ha. Con này nó sở hữu cái camera trước của nó là camera thụt thò nha anh chị. Đây, cam đẹp nè. Đây là cam sau ha và đây là cam trước nha anh chị. Cam trước là cam đẩy nè, thụt thò lên ha, rất là đẹp luôn. Rồi con này em để lại giá cho anh chị là giá 2 triệu chẵn nha anh chị. Huawei Y9 Prime 2019. Giá bán là 2 triệu chẵn tặng kèm sạc ốp lưng và dán cương lực nha anh chị. Dán cương lực luôn ha. Giá 2 triệu chẵn nha anh chị. Rồi, rồi thì em sẽ kết thúc video ở đây nha anh chị. Thì anh chị cô chú nhà mình xem cái mẫu nào mà vừa túi tiền và cảm thấy hợp lý á thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Số điện thoại là 0879182796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này luôn nha anh chị. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.